chào các bác tôi là Lin đây và ngày hôm nay chúng ta có một video mới video hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau quay một chiếc video swatch son rất là lâu rồi mình không swatch son cùng với nhau đúng không? Và hôm nay thì Linh có 6 thỏi son siêu siêu mới muốn chia sẻ cùng với mọi người và chắc chắn ra mọi người sẽ rất là thích bởi vì đây cũng là những màu rất là xinh. À, với các son 2 n thì nó cũng sẽ có rất là nhiều brand. Hôm nay thì Linh chọn 3 brand mà Linh thấy rằng là cũng rất là dễ mua ở thị trường với cả mọi người có thể là sẵn sàng chi tiền bỏ hầu bao ra để mua. Đây chính là West L này, Bobby Bra với cả Shumura. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn video và không dài dòng nữa nhé Đầu tiên trong bộ sưu tập ngày hôm nay dòng son 2N sẽ là thỏi Shumura BR793 Nếu đã quá quen thuộc với những màu son châu Âu hiện đại thì chúng mình sẽ có thể thử qua Shumura thương hiệu cao cấp tới từ Nhật Bản Cây son Lin Swatch là màu BR793 đỏ nâu quyến rũ Thuộc phiên bản giới hạn của bộ sưu tập Roche Unlimited là cái tên hot nhất không thể bỏ qua Chất son kem kết cấu Satan nhẹ như mây, thoa lên môi cảm giác rất là nhẹ nha Son vừa có độ lì lâu trôi, giữ màu tới 6 giờ, vừa ngập dưỡng chất để cứu cánh cho đôi môi khô khốc. Màu này theo Linh là một màu đỏ nâu sang chảnh, đánh lòng môi hay là phun môi cũng được, đều tỏ ra vẻ rất là quyền lực. Chị em có thể dùng trong các dịp quan trọng như là đi tiệc nha. Thỏi tiếp theo của nhà Bobby Brown Crush Lift tên là Cabana. Thỏi sau này làm nên thương hiệu của Bobby Brown. Dòng Crush Lift là must have item cho mọi cô gái nên có. Màu son Linh Swatch hôm nay là màu Cabana, màu son cam đào. Cái tên nghe thôi đã thấy siêu ngọt ngào. Cá nhân tôi thấy em ý vẫn có base hồng nha. Điểm mình thích nhất ở em này đấy là dạng son thỏi lì kết hợp dưỡng nên không hề khô môi. Rất là thích hợp để sử dụng hàng ngày đi học và đi làm vô tư. Màu này Linh thấy cũng rất là nhẹ nhàng luôn và có dưỡng đều. Thế nên là kể cả những bạn mà môi khô giống như môi Lin hoặc là từ 27 tuổi trở lên Mọi người muốn một màu son kiểu nó nhẹ nhàng Mà có thể là đi làm không bị quá chóe Thì màu này rất là ok nha cái tiếp theo của nhà Bobby Brown vẫn là dòng này Linh chọn là Supernova Cây son đỏ cam thời thượng phù hợp với mọi thôn da Đặc biệt là làn da châu Á như chị em chúng mình Với những bác nào sở hữu làn da và men răng xỉn màu Thì Linh đảm bảo màu này đánh lên sẽ có làn da tươi tắn hơn Răng trắng và lên rất là nịnh mặt đó Dòng Satan mép bổ sung độ ẩm với vitamin E và sáp ong Giữ cho đôi môi luôn căng mọng Điểm trừ là em này sẽ hơi dễ trôi nha mọi người Tầm 3-4 tiếng thì sẽ cần phải đánh lại một lần Màu đỏ cam rất là dễ đánh Thích hợp hàng ngày hay là bất cứ dịp nào trong năm nè Thỏi son tiếp theo mà Linh muốn giới thiệu là YSL316 nâu no cam đất thuộc bộ sưu tập The Slim Velvet Radical. Vẫn là thiết kế thanh mảnh đó nhưng em Velvet này được phủ đen toàn bộ vần vỏ, vừa nhỏ gọn vừa sang trọng, tiện lợi để mang theo bên mình. Điểm cộng cho YSL là vô cùng tinh tế khi thiết kế đầu son dáng vuông vắn, thoải mái kẻ đường viền môi mà không bị lem trôi nha. Một số 316 nâu no cam đất phổ thông, phù hợp với cả nàng da trắng hay là da ngăm. Cũng ở dòng này thì Linh có thỏi 35 nữa Và mọi người đừng quên rằng đây là phiên bản có nhũ nhẹ Nên chị em có thể sử dụng vào buổi tối hay tại các buổi party để tạo hiệu ứng phát sáng bling bling nha Ở phân khúc son 2N thì YSL khác với những nhãn hàng khác chính là nằm ở thiết kế thanh mảnh thon dài rất là sang chảnh Vỏ son bằng kim loại sáng bóng đầy thanh lịch được đóng dấu bằng logo ở chính giữa Màu 35 Lao Brown này là màu cam cháy rất là tôn da, lên màu chuẩn Dù bạn có sở hữu một sắc môi đậm nét thì màu này nó sẽ lên vẫn rất là đẹp nha khả năng bám màu của em này tốt tới 8 tiếng đồng hồ luôn nếu hạn chế ăn uống. Một con số quá là ấn tượng với dòng son lì có dưỡng hoàn hảo. Mọi người yên tâm là em này sẽ không bị khô môi nha, tại vì độ dưỡng của em này vẫn khá là tốt. Thời son cuối cùng ở trong bộ sưu tập ngày hôm nay với 6 cây vẫn là của nhà Shu màu 794, một em son màu đỏ đất kết hợp giữa sắc đỏ và nâu cực kỳ tôn da. Màu son trung tính không trầm mà cũng không quá chói, phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Chất son kem siêu mịn lì có độ bóng nhẹ nhờ tinh dầu hoa trà Nhật mang lại hiệu ứng mềm mượt, lướt môi rất là dễ dàng. Mặc dù là một thỏi son lì nhưng em 794 lại chứa thành phần dưỡng, tạo cảm giác môi đầy đặn, che phủ tốt mà không hề lộ vân môi nha. Màu sao đỏ đất cá tính, siêu phù hợp với những kiểu make up săn chảnh và hiện đại. Nếu mà chị em thích màu này thì có thể quất luôn tại vì năm nay em này đang rất là hot đấy. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau swatch xong 6 thỏi son. Mọi người thấy là những màu này như thế nào? đối với cả cá nhân Lin ý, thì Lin không thích những cái màu bây giờ mà kiểu dạng như là nó quá lì thì Lin sẽ không thích nữa tại vì bây giờ Lin đã sang tuổi 27 rồi có thể là trước đấy thì những cái màu mà Lin chọn thì nó sẽ rất rất là lì hoặc là nó sẽ kiểu rất là blơ nhưng mà thường mà khi mà dính lên môi sau đây cảm giác nó sẽ rất là in và rất là kiểu dày nhưng mà bây giờ thì cái gu của mình nó sẽ là hơi bóng bóng với cả nó sẽ hơi mịn hơn một tí thế nên là những bạn nào mà đang cùng gu với Lin thì mình có thể là tham khảo những màu trong này nha Màu mà Linh thích nhất ở trong cái đợt lần này ý, thì Linh sẽ vẫn thường hay đánh nhất là Bobby Brown Bởi vì nó sẽ rất rất là dễ đánh màu hồng với các kiểu màu hồng đỏ thì đều rất rất là tôn da dễ đánh đi làm đi chơi đều được Thế nên là mọi người cũng có thể thử ngay trong dịp mùa hè này nha Trước khi mà kết thúc video thì mọi người đừng quên là ấn subscribe channel bác Linh cũng như theo hỏi để theo tiktok, instagram và facebook Ngoài ra Linh một rút tiền mặt tiền tốn tiền mà hãy vào đấy theo dõi skincare làm đẹp cùng với các chị em Chúc mọi người có một ngày vui vẻ Bye bye